Những lầm tưởng của nhân loại, phần 1. Lầm tưởng về mũ của người Viking có sừng. Thật ra, không có cái phát hiện lịch sử nào khẳng định điều này. Và thực tế là các chiến binh Viking là đội mũ trơn. Cặp sừng trên chiếc mũ của người Viking chỉ xuất hiện từ thế kỷ 19. Như cách mà giới nghệ sĩ thời bấy giờ miêu tả, hẳn là người Viking chẳng có ai muốn đội sừng rồi ha. Lầm tưởng về cơ thể hấp thụ calo nhiều hơn khi ăn vào bữa đêm. Thời gian bạn ăn chẳng phải là cái vấn đề gì to lớn cả, dù trước hay là sau 6 giờ tối. Vấn đề nó nằm ở cái lượng calo có sẵn trong bữa ăn của bạn. Thế nên là cứ thoải mái, nhưng nhớ kiểm soát đó nha.